21 của anh Silver, xem năm 20 của chị Điên Hồ. Là chúc em năm 21 á, là sắp tới là năm đẹp nhất, là cái năm lên Silver luôn, lên càng nhiều càng tốt, càng cao càng nhiều ha. Là thứ hai á, bớt nhỏ nhảm lại. Đừng có nhảm nữa. Mày muốn hỏi anh đi, hỏi mọi người suy nghĩ bằng 3 lần, 4 lần trong đầu để hỏi ra chưa? Nói chung thì kỹ hơn. Dạ. Đó, thì đó, chúc em có một cái năm mới, cũng mới thành công, hạnh phúc cùng với em, cùng mọi người luôn. Ông nội, con chia tiền đó chung. Còn ai chung đúng không? Ông nội mày chung tiền. Rồi. Trời ơi, bố già. Ok. Back show. Lẽ tao còn có mấy giây nữa là hết dung lượng rồi. À thì tao có giỏi điều này lắm nhưng mà tao muốn sống lời nói với mày. Thật ra thì mày khá là nhảm. Có nhảm. Tại vì mà phải chịu được rất là nhiều. Lúc mày làm sai lại cũng nhảm mày luôn, cũng không phải hiểu được. Là mọi người rất là kiên trì. Mọi người rất là vui vì có những người nó giảm nhiều mà không mày giảm nhiều mới vui. Mà thời gian qua nói rất là nhiều, để hết rất là nhiều cái mà mình vẫn luôn kiên trì, em mình học rồi bảo lại với tú tới giờ. Mà thời rất là vui giọng tú, như tôi giờ đi tú với chồng mày.